Thưa các vị, chúng ta bắt đầu buổi học. Bây giờ buổi học chủ nhật không thường xuyên thì dành cho các câu hỏi các vị học viên. Nếu các vị Phật tử học viên nào có thể trực tiếp đặt câu hỏi được thì các vị trực tiếp đặt câu hỏi, còn không đặt câu hỏi đó thì các vị có thể gửi câu hỏi cho các vị MC trong lớp. Dạ, con thưa sư, có một câu hỏi của đạo hữu Chi Ai Bát ạ. Dạ. Xin cho con hỏi, con không hiểu về tâm na cảnh, xin sư giải thích và cho thí dụ ạ. Khi có một cảnh rất lớn, ngay sau đó mình cứ vương vấn và nghĩ về nó nhiều lần, vậy lúc đó là tâm na cảnh hay lộ ý? Câu thứ hai là người ta nói câu ai cũng có Phật tính là đúng không ạ? Dạ, con kính thưa sư. Dạ thưa, cái câu hỏi nó có cái chữ na cảnh ở trong ví dụ pháp ấy, là nói đến hai cái sắc na, nó còn cái dư hưởng của cái động lực. Và tất nhiên là chúng ta biết rằng cái tâm sanh diệt rất là nhanh, và do đó dù cho có hai cái na cảnh ở đây mà chúng ta tính trên phương diện thực tại của các pháp, còn mà khi mà chúng ta cảm thấy bị vương vấn một cái sự việc mà mình đã gặp thì trong khi đó là không phải cái na cảnh mà cái tâm động lực nó lặp đi lặp lại nhiều lần. Tất nhiên có thể là trong những cái động lực đó có những cái động lực nó có hai cái na cảnh, nhưng mà cái phương diện về phương diện tâm lý mà mình thấy rằng là mình còn vấn vương cái vấn đề nào đó thì cái đó nó không phải là cái ý nghĩa của cái chữ na cảnh ở trong lộ trình tâm, mà na cảnh ở trong lộ trình tâm chỉ là cái sắc na, chỉ là hai cái sắc na, còn cái dư cảnh của cái động lực cảnh rất lớn trong cái lộ ngũ môn. Và điều này chúng ta học thuần túy trên phương diện về lý thuyết, còn phương diện mà chúng ta cảm nhận được thì hoàn toàn là không thể. Và chúng ta chỉ hiểu rằng là cái na cảnh đó là giống như là một cái xe chạy tốc độ quá lớn, cho nên sau khi mà dừng hẳn thì nó còn để lại ít cái trớn, chúng ta chỉ có thể hiểu như vậy thôi. Còn những cái trường hợp chúng ta vấn vương thì tôi lặp lại, nó không phải là vấn đề na cảnh mà đó là cái lộ ý, có thể là bắt cái lộ ngủ đã qua hoặc là một cái lộ ý đã qua được lặp đi lặp lại nhiều lần trong cái tiến trình độ trình tâm. Còn cái câu hỏi thứ hai là nói về cái Phật ý hay là cái Phật tâm, mà thường thường thì chúng ta sử dụng cái Phật tâm để tránh hiểu lầm cái chữ Phật ý. Thì trong tiếng Việt của chúng ta, Phật ý nó có hai nghĩa. Thứ nhất là mình buồn lòng một cái chuyện gì đó, Phật ý, Phật lòng đó. Cái thứ hai là Phật ý đồng nghĩa với Phật tâm. Thì ở trong cái diệu pháp hay là trong toàn bộ kinh điển nguyên thủy đó, thì không có diễn đạt, chúng ta nhớ là đây không có diễn đạt cái Phật tâm hay là Phật ý. Bởi vì theo một số kinh sách của Phật giáo phát triển đó, thì trong mỗi chúng sinh đó, là đều tiềm tàng cái khả năng thành Phật. Và từ cái cách hiểu đó cho nên người ta mới nói rằng là ở trong mỗi người có cái Phật tâm. Nhưng mà khi mà nói đến cái Phật tâm như vậy đó, sở dĩ mà ở trong cái diệu pháp cũng như là trong kinh nguyên thủy không có đề cập đó, là khi mà nói như vậy đó thì nếu mà chúng ta hiểu rằng mỗi chúng sinh đều có khả năng để trở thành Phật thì điều đó nó đúng với kinh nguyên thủy. Nhưng mà nếu mà Phật nếu mà Phật tâm được hiểu nó giống như là một cái viên ngọc mà chúng ta chưa có dùi mài, và do đó mà tuy rằng chúng ta không có dùi mài nhưng mà cái viên ngọc nó vẫn tiềm tàng hiện hữu ở trong đó, thì mắc vào cái thường kiến thì ở trong ví dụ pháp không có nói đến cái Phật tâm như vậy. Còn mà cái khả năng có thể trở thành Phật á, thì tất nhiên thì chúng sinh nào cũng có khả năng trở thành Phật. Và ngược lại chúng ta phải hiểu thêm là không phải chỉ cái khả năng trở thành Phật thôi, mà với chúng sinh nào mà còn phiền não thì cái khả năng chúng ta
trở thành nhiều thứ lắm, chứ không phải là chỉ có Phật tính thôi. Trong đó cũng có quỷ tính, có ma tính, có thú tính, có nhiều cái tiềm tàng khác. Mà cái tiềm tàng ở đây chúng ta phải hiểu rằng là nó không phải là nó ngủ ngầm ở bên trong là chờ cái cơ hội bộc phát, mà ở đây nó chỉ là cái nhân duyên. Khi có hội đủ nhân duyên thì nó có cái cơ hội là nó bộc phát. À, chúng ta phải hiểu như thế này, giống như chúng ta nói rằng là đó là một cái vật dụng mà dễ cháy, thì chúng ta phải hiểu rằng là nó có cơ hội dễ bắt lửa, chứ không phải là lửa nó tiềm tàng ở trong những cái vật dụng dễ cháy. Thì ở đây cái khả năng hay là cái phiền não ngủ ngầm hay là cái cơ hội thì chúng ta phải hiểu được như phải hiểu như vậy, chứ không để mắc vào cái trường kiến. Dạ, từ đó là cái câu trả lời tôi dành cho cái câu hỏi của cô Phật tử Chia Pháp. Dạ. Dạ. Thưa sư, con kính cảm ơn sư. Thưa sư, con có một câu hỏi nữa là nếu mà mình nói cái na cảnh là nó như là có một cái giấc mơ mà mình thấy nó rất là rõ và yeah. sau đó nó cứ còn ở trong tâm trí của mình hoài, thì yeah. cái đó nó là có thể mình giải thích nó như thế nào ạ? Dạ thưa, là do vì hôm trước tôi có nói là khi một cái lộ ngủ xảy ra đó thì nó không phải chỉ đơn thuần chỉ có một cái lộ ngủ, mà luôn luôn sau cái lộ ngủ lúc nào cũng có lộ ý hết, và tùy theo cái lộ ngủ đó như thế nào mà cái lộ ý đó nó có thể nó kéo dài vài lần hoặc là nhiều lần. Thì ở trong cái trường hợp ví dụ như là chúng ta nằm chiêm bao gặp một cái giấc mơ nào đó, và cái giấc mơ đó nó có thể nó làm cho chúng ta nghĩ ngợi nhiều lần ở trong ngày, hay là thậm chí là chúng ta nghĩ ngợi nhiều ngày, thì cái đó nó chỉ là một cái tiến trình lặp lại, cái đó là chỉ là những cái tiếp nối của cái dòng lộ ý, tiếp nối cái nhiều lần của dòng lộ ý thôi cô, chứ không phải là cái na cảnh. Bởi vì na cảnh đó, nó chỉ là hai cái sắc na dư hưởng của cái dòng động lực thôi. Cho nên là nếu mà cái sự việc đó mà nó có lặp đi lặp lại nhiều lần thì chúng ta phải hiểu rằng là đó là một cái những cái chập lộ tâm nó lặp đi lặp lại nhiều lần. Ví dụ giống như là mình làm chim bao mà mình thấy một cái việc gì đó mình rất một cái việc thiện pháp mình lập, rồi sau đó trong ngày mình vẫn nghĩ đến, mình vẫn hoan hỉ, thì đó là những cái chập động lực, những cái lộ tâm động lực thiện lặp đi lặp lại nhiều lần. Còn nếu ở trong cái giấc mơ đó mà chúng ta gặp một cái việc gì đó bất thiện và suốt ngày cái hình ảnh đó nó cứ bám lấy cái tâm trí của mình, thì khi đó nó sẽ lặp đi lặp lại rất là nhiều cái tâm lộ bất thiện. Tất nhiên là trong đó nó phải có nhiều cái dòng động lực bất lịch thiện, chứ không có thể nào mà một cái na cảnh mà nó kéo dài quá lâu được. Na cảnh theo cái quy luật của tâm pháp là nó chỉ có hai cái sắc na tâm sau cái động lực, và cái động lực đó nó là phải là cái động lực dục giới và bắt cái cảnh ngủ. Còn trường hợp đối với cái cảnh rất là rõ của cái lộ ý thì cái cảnh rất là rõ đó là nó cũng bắt lại cái dòng cái cảnh mà cái lộ ngủ vừa bắt cái cảnh ngủ thôi. Như vậy thì nhưng mà cái giấc mơ thì nó không có tạo nghiệp, nhưng mà trong một ngày mình cái lộ ý nó cứ tiếp tục vậy đó. Cái đó tạo nghiệp. Cái đó tạo nghiệp. Giấc mơ thì không tạo nghiệp, nhưng mà sau khi mình thức dậy nó thì cái dòng thiện, dòng tâm thiện hay dòng tâm bất thiện khi đó là tạo nghiệp thưa cô. Mà nếu mà công việc nó cứ cái giấc mơ đó thì nó có xảy ra trong hiện thực mà trong tương lai, thì cái đó nó là cái gì vậy? Nó là định nghiệp hay là nó là cái gì vậy? Cái đó cũng khó xác định cô, tại vì khi chúng ta học thì chúng ta học về bốn cái lý do mà chúng ta làm chim bao. Còn mà cái việc mà cái làm chim bao đó mà nó là nó thuộc về điềm nghiệp hay là do chư thiên báo, chư thiên hay là hàng phi nhân nói chung họ dùng cái năng lực họ để họ tạo cho mình một cái giấc mơ, hay đó là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên, thì cái đó là mình không có xác định được, tại vì mình không có cái thần thông mình biết được. Mà mình chỉ biết là nếu có thì nó chỉ nằm ở trong bốn cái lý do đó thôi. Con kính tri ân sư là con rõ rồi ạ. Dạ, kính mời đạo hữu Minh Lan đặt câu hỏi trực tiếp với sư ạ. Dạ, em cảm ơn chị Nhung ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư ạ. Dạ. Con thưa sư, bài trước ý thì có cái phần mà sau khi chứng thiền ý thì là tới lộ tâm khản phán ý sư. Thì sư có giải thích lộ tâm này là lộ tâm nhìn lại
thì con cũng chưa hiểu lộ tâm này diễn ra như thế nào. Ví dụ như là lộ tâm phản kháng đấy thì những cái tâm động lực, à, những cái tâm động lực là loại sắc giới hay dục giới hay như thế nào, rồi là tức là con cũng chưa hiểu cái lộ tâm phản kháng ấy chứ. Và cái lộ tâm phản kháng đó là cái động lực thiện không, cái động lực thiện hợp trí, và cái động lực thiện hợp trí dục giới đó là cụ thể là bốn cái tâm đại thiện hợp trí. Và cái phản kháng ở đây nó có nhiều cái loại phản kháng, thì đối với các cụ thể, ví dụ giống như là sơ thiền thì cái lộ phản kháng đó là phản kháng năm cái chi thiền trong cái sơ thiền, còn đối với nhị thiền nó là bốn chi thiền, và tương tự như vậy là từng cái thiền chi, mỗi cái tầng thiền hiệp thế. Còn đối với sau này chúng ta học cũng có những cái lộ phản kháng đó, thì là lộ phản kháng phiền não, nó là ở trong cái lộ đắc đạo đó, là cũng là cái lộ phản kháng đó, nhưng mà nhìn lại những cái phiền não nào mình đã diệt và những phiền não nào chưa diệt. À, tức có nghĩa là ví dụ tức là sau khi cái lộ mà chứng thiền thì ngay lập tức sẽ sinh lên một cái lộ ý tiếp, là cái lộ đấy nhìn lại cái những chi thiền của cái tầng thiền vừa chứng, đúng không chứ? Dạ phải, và luôn luôn là vậy. Vâng, thì cái lộ phản kháng đấy nó chỉ có là rúng động với rất dòng thôi, nó không có khai ý môn đâu, đúng không sư? Dạ phải có khai ý môn chứ. Luôn luôn cái quy luật của tâm pháp là phải khai ý môn. Nếu mà hôm trước mà sư vẽ mà nó thiếu cái, nó là sư thiếu sót. Dạ con cảm ơn sư. Dạ. Con xin hỏi tức là cái buổi vừa rồi ấy sư, thì khi mà sư nói là có một cái, tức là trong kinh thì Đức Phật có nói về sự chứng thiền là một vị ly dục xong rồi sư có vòng vào 8 cái tâm tham ấy ạ. Thì tức là ở đây chỉ là nói về 8 cái tâm tham mà đối tượng là dục ái thôi, chứ không thể nào mà lại là sắc ái và vô sắc ái nữa, đúng không sư? Dạ đó là tất nhiên. Tất nhiên, nhưng mà do thì trong lúc mà giảng bài đó thì cái dục ái thì mình cũng phải minh họa bằng 8 cái tâm tham đó thôi, nhưng mình phải hiểu rằng ở đây là cái 8 tâm tham đối với cái đối tượng là dục ái. Dạ. Thế thì cái ly ác bất thiện pháp ấy, tức là chỉ có tạm thời là các vị ấy không có hai tâm sân, còn hai tâm si thì vẫn nguyên vẹn, đúng không sư? Dạ phải, nhưng mà không, trong đó là cái phiền não nào nó cũng còn nguyên vẹn hết đấy, nhưng mà tạm thời trong cái khoảng thời gian đó nó không có sanh, nó được lắng động. Vâng. Nó giống như là ở trong người phàm phu của mình đó, là cái phàm, cái phiền não thì nó còn đủ, nhưng mà có những khi là nó không có bộc phát. Chẳng hạn giống như là trong lớp học chúng ta đang ngồi học, tôi giảng bài cho các vị hay là các vị nghe giảng bài, thì trong cái khoảng thời gian đó nó không có cái cảnh nào đó mà để mình phải tâm sân. Thì trong cái trường hợp đó đó, thì giống chúng ta tạm hiểu rằng là đối với một vị tu, với một vị chuẩn bị để mà bỏ cái dục giới lên cái tầng cao hơn là sắc giới đó, thì ở trong cái giai đoạn đó cái tâm của vị đó nó phải được hoàn toàn thanh tịnh. Và được hoàn toàn thanh tịnh ở đây đó là việc đầu tiên là do vì giữa cái sắc giới và cái dục giới đó, cái dục ái đó nó là cái đối lập của cái thiền, cho nên là trong kinh phải nhấn mạnh cái điều đó. Và các cái phiền não trở ngại, các cái phiền não trở ngại có từ cái dục ái mà có. Chẳng hạn giống như là sở dĩ mà chúng ta có cái tâm sân là do vì cái tâm sân đó là không có được tội nguyện ở trong dục ái. Thì tuy rằng về cái bản chất á, thì sân nó khác với tham, nhưng mà về cái nguyên nhân á, thì sân nó do cái dục ái mà ra. Thì những cái phiền não thô thiển mà làm ngăn trở cái tâm của vị hành giả khi đó, thì những cái loại phiền não đó, đó thì trong khi đó nó là được tạm thời, nó được yên tĩnh. Dạ con cảm ơn sư. Dạ. Con thưa sư là những cái bài trước thì có cái phần mà sư có nói là cái dòng động lực nó quá nhanh ấy, thế nên ví dụ như là tất cả mọi thứ nó đến một cách tự nhiên theo thói quen, mình không thể chuẩn bị được, cho nên là sư có nói là bằng chánh niệm và bằng sự khéo tác ý thì người đó luôn thận trọng, không để cho tâm sân chưa sanh sẽ sanh chẳng hạn ấy ạ. Thì ở đây cái cơ chế là như thế nào, tức là con cũng chưa hiểu cái cơ chế là ví dụ như là cái chánh niệm của mình mà nó mạnh thì, hoặc là cái tác ý, khéo tác ý thì như thế nào, và nó sẽ tác động đến cái dòng động lực như thế nào mà lại từ bất thiện thành thiện ấy ạ. Con chưa hiểu cái đó.
À, nó tạm thời nó ví dụ giống như là cái bệnh cô, là chúng ta chỉ biết về lý thuyết, là thí dụ giống như là chúng ta không có giữ gìn vệ sinh tốt, và tôi xử lý ví dụ đang ở trong cái mùa dịch này, thì chúng ta biết rằng là cái ví dụ giống như là cái dịch COVID nó có thể nó lây lan qua những cái khi mà tay chân của chúng ta nó không có được sát trùng tốt, thì đó là về lý thuyết chúng ta biết như vậy. Nhưng mà trong khi mà nếu cái tay của chúng ta chúng ta chạm vào những cái bề mặt nào đó mà có cái vi khuẩn, thì thật ra nó khi mà vi khuẩn mà khi mà chúng ta chạm vào rồi chúng ta đưa lên mắt, tai, mũi vân vân, nó đi vào cơ thể, thì khi đó hoàn toàn là mình không có biết được. Mà chỉ khi nào mà cái vi khuẩn đó nó được nhân lên quá nhiều lần cho đến cơ thể của chúng ta nó có những cái triệu chứng như là sốt, ho vân vân, thì khi đó mình mới có thể nhận biết được. Kể cả người đó là vị bác sĩ, thì khi mà cái một vài con vi khuẩn nó vào xâm nhập vào cơ thể, lúc đó hoàn toàn mình không có thể, mình không có thể nhận ra được. Như vậy thì về cái phương diện trị bệnh đó, thì chúng ta trị bệnh như thế nào? Trước hết đó là chúng ta cẩn trọng để không có bị bệnh. Và khi mà bệnh nó đã, khi trong cái khoảng thời gian mà bệnh nó xâm nhập cơ thể thì hoàn toàn chúng ta không biết. Và khi mà nó đã quá nhiều thì khi đó chúng ta bằng qua các cái triệu chứng mình đã biết là mình bệnh. Thì việc đó giống như thế nào, thì cái việc mà phiền não nó sanh khởi ở trong cái dòng tâm thức của mình như vậy. Chỉ có một cái lộ tâm thôi đó thì hoàn toàn chúng ta không có ghi nhận được. Mà vị hành giả chỉ ghi nhận khi mà cái lộ tâm đó nó diễn ra hàng triệu triệu lần, thì hàng triệu hàng tỷ lần, thì chúng ta mới biết rằng là cái tâm của mình nó bị ô nhiễm cho những cái phiền não đó. Thì bằng cái nhận thức đó, vị hành giả đó sẽ, khi mà chúng ta chỉ có thể nhận thức được khi mà cái phiền não nó đã quá nhiều, giống như là một người bệnh, và khi đã biết rằng cơ thể của mình có những cái triệu chứng của bệnh đó, nghĩa là trong cái cơ thể của họ, của mình, cái vi trùng hay là vi khuẩn nó đã lên cái con số là không có kể được rồi, thì bằng những cái phương pháp mà mình trị bệnh như thế nào, thì vị hành giả khi mà nhận ra cái dòng tâm thức của mình như vậy, thì vị hành giả bằng tất cả các cái nỗ lực, giống như là bằng trừ cần, bằng tu cần, bằng bảo cần, vân vân, để mà diệt trừ những cái phiền não đó, không có cho nó cái cơ hội. Thì như vậy đó, cái chánh niệm ở đây đó, tức là tạm thời hiểu rằng đó là vị đó ghi nhận cái tình trạng nó đang, nó cái tình trạng cơ thể của mình nó như thế nào, thì vị đó biết như vậy. Nghĩa là ở đây chúng ta phải hiểu rằng là mình chỉ có thể biết một cách tương đối, chứ mình không có cách nào mà nó mình biết theo dõi từng sắc nam một được. Cũng giống như là mình theo dõi cái bệnh ở trong cái cơ thể của mình, thì mình không có thể nào mình biết từng cái vi khuẩn một, và vi khuẩn hay vi trùng mới chẳng qua là chúng ta đi học ở trên phương diện là lý thuyết, còn cái phương diện cảm nhận đó thì mình hoàn toàn không có. Vậy thì cái giai đoạn mà cái chánh niệm và cái khéo tác ý đó, là cái chánh niệm đó là cái sự ghi nhận khi mà chúng ta đã thấy rằng là cái dòng tâm thức của mình nó đã bị nhóm màu đầy những cái phiền não, và cái khéo tác ý là mình ngăn chặn, mình đề phòng không cho nó hạn chế nó ở trong tương lai. Như vậy thì sự việc quá khứ đã qua, thì chúng ta ghi nhận những cái dòng tâm thức đã qua, để chúng ta biết cái tình trạng cái phiền não nó đang xâm chiếm trong tâm hồn của mình. Và cái khéo tác ý ở đây tức là mình cố gắng làm sao mà mình hạn chế những cái dòng tâm thức bất thiện sanh tiếp. Thì nó cũng giống như là cái cách mà khi mà mình bị bệnh, thì cái việc đầu tiên á, là mình thông qua các cái triệu chứng, tức là mầm bệnh nó đã xâm nhập vào cơ thể đến một mức độ mà mình có thể mình thấy qua những cái triệu chứng. Rồi cái thứ hai là mình cẩn trọng, mình dè dặt để không có những cái mầm bệnh đó nó hạn chế từ ở bên ngoài vào, và cố gắng là làm sao ở trong cái cơ thể của mình nó không có phát tác. Chứ còn mà ngay ở trong cái thời điểm mà nó xâm nhập thì mình hoàn toàn không biết. Như vậy chúng ta tạm thời chúng ta hiểu rằng cái vai trò của chánh niệm và cái khéo tác ý là như vậy. Và đó là cái phần sư trả lời cho cô.
Dạ, dạ con cảm ơn sư. Nhưng mà Dạ. sư đang nói, sư mới nói về cái chánh niệm mà lúc mà cái phiền não nó rất là lớn và mình biết rồi ấy, nhưng mà nó có cái chánh niệm trước đó không? Ví dụ trước ở đây ý là trước một thời gian rất là dài mình cứ tu tập chánh niệm thật nhiều để cho cái chánh niệm của mình nó vững nhỉ? Thì khi mà cái chánh niệm của mình rất là vững ấy, thì lúc đấy nó sẽ tác động khi mà những cái phiền não nó phát sinh ấy, thì nó bản thân cái chánh niệm nó vững ấy, thì nó giúp giúp cho cái dòng động lực lúc đó như thế nào ấy. Dạ tất nhiên, nếu mà tạm thời hiểu như thế này cô, là cái mà giữ cho cái dòng tâm thức của mình không có khởi lên các cái phiền não, nó giống như là một người phòng bệnh, thì cái chánh niệm hay là chánh niệm rồi khéo tác ý, và thật ra cùng rất là nhiều cái chuyện pháp khác, giữ cái vai trò đó là ngăn ngừa các cái phiền não chưa phát sanh, không có sanh khởi. Và bên cạnh đó đồng thời thì bằng cái chánh niệm nhận ra cái tình trạng mà cái phiền não nó đã xâm chiếm trong tâm của mình, thì từ một cái là mình đã nhận ra cái quá khứ và cái đề phòng cái vị lai, thì vấn đề còn lại mình giải quyết ở trong cái tự nhiên, cái hiện tại nó được giải quyết. Nó giống như là khi mà một người bị bệnh thì cố gắng á, thì làm sao á, là những cái vi khuẩn ở trong cái cơ thể của mình nó được thuyên giảm, hoặc là nó không có điều kiện phát tác, đồng thời là hạn chế, ngăn ngừa hay phòng tránh những cái bệnh mà nó chưa xâm nhập vào cơ thể. Từ hai việc đó thì nó dẫn đến cái thời điểm hiện tại, đó là cái thời điểm an lạc. Xin ví dụ giống như là ở trong cái căn phòng của mình mà chúng ta tự nhiên chúng ta thấy rằng là nó bị bụi bặm này, nó bị bụi bặm quá dơ, thì thật ra nó trong phòng của mình đó, là khi mà có một vài hạt bụi vào phòng đó, mình không có biết được. Nhưng mà khi mà mình đã biết được rồi đó, thì số lượng hạt bụi đó nó phải rất rất là nhiều, hàng triệu hàng tỷ cái hạt bụi đó, thì chúng ta mới có thể chúng ta nhận diện. Thì cái cách đó như thế nào thì vị hành giả biết cái phiền não đã có mặt ở trong tâm mình cũng giống như vậy, chứ còn không có thể nào mình biết là mỗi lần hạt bụi nó bay vào mình đều ghi nhận hết hoàn toàn, mình không có cái khả năng đó. Nhưng mà do vì nó quá nhiều cho nên mình mới có thể nhận diện được. Thì bên cạnh vị hành giả có quét dọn những cái quét dọn đó, thì bên cạnh đó là vị hành giả ngăn các cái cửa nẻo, những cái điều kiện mà bụi có thể bay vào phòng. Thì khi mà bằng những cái sự việc đã qua, vị hành giả nhận diện và bằng cái sự phòng ngừa cái việc sắp đến, thì khi đó nó là cái hiện tại đó, thì nó sẽ không có. Như vậy là cái cách sống ở trong hiện tại đó, tức là chúng ta chặn ở quá khứ, chúng ta không có để cái quá khứ nó làm cái ám ảnh, và không có để cái tương lai nó trở thành một cái khát vọng. Thì đó là cái lời mà Đức Phật ngài tóm tắt như vậy đó. Thì cái đó mới là chính cái hiện tại. Còn nếu mà cố gắng để mà trong hiện tại như thế nào, thì thật ra về lý thuyết thì chúng ta hoàn toàn chúng ta không có theo dõi kịp cái ở trong hiện tại được. Dạ vâng con cảm ơn sư ạ. Tức là Dạ. về cái vấn đề này ấy, thì con có đọc trong cái sách Vô Tỷ Pháp tập yếu của ngài Tịnh Sự ấy sư, Dạ. thì ngài nói một cách sâu hơn, là nói rõ hơn về vấn đề này, là cái sự khéo tác ý ở đây có thể là tâm khai ngũ môn hoặc nó cũng có thể là tâm đoán định. Cho nên nếu ta xem tâm đoán định chỉ có nhiệm vụ xác định rằng đây là một đối tượng thì phẩm chất của những động lực sẽ bị ảnh hưởng hay bị chi phối bởi tâm khai ngũ môn. Nhưng nếu ta xem tâm đoán định là có nhiệm vụ xác định rằng cái này là đáng được yêu thích, cái này đáng bị chê bỏ, thì có thể nói rằng tâm đoán định cũng xác định chất lượng của những động lực. Tức là nói về vấn đề khéo tác ý ấy, sư, thì ở đây là bên sư Tịnh Sự có nói rất là kỹ về cái cả cái này ấy, thì cái này có cần thiết và nên hiểu cái này như thế nào ạ? Giác quan của em, cái tâm đoán định hay là cả cái dòng tâm lộ á cô, là nó phải được cái sự chuẩn bị rất là nhiều của những cái lộ tâm trước đó thì mới có thể được. Ví dụ giống như là vị đó luôn luôn có cái chánh niệm đề phòng những cái ác bất thiện pháp chưa sanh, thì nhờ cái sự đề phòng trước đó mà khi mà cái dòng tâm thức mà nhận diện cảnh đó, thì nó cũng theo cái sự cẩn trọng đó mà nó không có sanh được. Chứ còn cô biết rằng là trong một nháy mắt thì cái tâm hàng tỷ
tâm lộ sanh lên thì làm sao mà cô biết được, làm sao mà cái đoán định mà có thể làm được cái việc xác định được cái cảnh như thế nào, chuẩn bị cho cái dòng động lực, mà cái đoán định đó nó chỉ được chuẩn bị rất rất là tốt khi nào mà trước đó hàng tỷ tỷ cái lộ tâm nó đã được đề phòng rồi. Chứ còn mà trước đó mà nếu mà không có được, nó không có được tu tập trước đó, đó thì thật sự nó diễn ra quá nhanh, không có thể nào mà một cái sát na mà cô có thể cô kịp nghĩ ngợi hết. Sư lặp lại là trong một nháy mắt như vậy, tâm sanh diệt hàng tỷ tỷ lần, thì cô nghĩ rằng là một sát na làm sao mà có thể được. Và cái cách lời giải thích của Ngài Tịnh Sự đó là nói theo cái lộ tâm thì như vậy, tức là tất nhiên là ở trong lộ tâm đó là cái ảnh lực, cái động lực nó có ít nhiều, cái đoán định đó là nó có cái tác động với cái động lực. Nhưng mà đây mình phải hiểu rằng là với một người tu tập thì phải tu tập được được trước đó thì mới có được một cái đoán định, có được một cái đoán định như vậy, chứ làm sao mà mình đâu có biết cái tâm nào là cái tâm đoán định, đã hoàn toàn không, mình chỉ biết là lý thuyết thôi. Sư lặp lại với cô giống như là trường hợp của mình học rằng là nếu mà mình không có vệ sinh kỹ lưỡng thì vi khuẩn hay vi trùng nó có thể xâm nhập cơ thể, mà thực tế đó là với mắt mình hoàn toàn không có thấy được, cho nên mình không có thể nào mình dặn một người nào đó khi mà họ nhặt một cái món đồ nào đó mà mình họ phải quan sát làm sao tránh những con vi khuẩn, không có thể nào như vậy được hết. Dạ vâng, con cảm ơn sư ạ. Dạ không thể nào thưa cô. Vâng, con thưa sư cho con hỏi nữa. Thực ra là cái phần này thì sư đã giảng rồi, nhưng mà con chỉ hỏi lại để con chắc chắn thôi ạ. Tức là về cái hữu phần khách ấy sư. Về cái hữu phần khách thì sư đã giảng rồi, nhưng mà con xin hỏi lại là khi mà một cái lộ tâm mà kết thúc bằng hai na cảnh ý, thì tức là về cái phần hộ kiếp khách thì chắc chắn là cái động lực trước đấy phải là động lực sân, và hai na cảnh chắc chắn là hoàn cảnh rất tốt để cho hai cái na cảnh ấy nó hỉ ạ. Vậy thì trong cái trường hợp này là bởi vì hai na cảnh thì nó phải đi liền với nhau, cho nên nếu mà nó đã xem cái hộ kiếp khách tâm xả vào thì chắc chắn là sau hộ kiếp khách đấy phải là một hộ kiếp chủ quan, đúng không sư? Con hỏi là tức là cái phần này thực ra sư đã giảng rồi, nhưng con xin hỏi lại cho chắc chắn ạ. Tức là về cái lộ tâm mà kết thúc bằng hai na cảnh ý sư. Thì có nghĩa là bình thường đáng lẽ là nó kết thúc bằng hai na cảnh, nhưng bởi vì trường hợp này là yêu cạnh với hỉ, cho nên là thay hai na cảnh bằng một hộ kiếp khách và một hộ kiếp chủ, đúng không sư? Để chỉ thay bằng một hậu kiếp khách thôi, còn cái hậu kiếp chủ thì đó là một cái dòng tâm thức chủ quan thì mình không cần phải nói là thay thế, nhưng mà do vì hậu kiếp khách đó, thì nó sanh lên một cái tâm lộ, nó sanh lên một cái sắc ra, nó giữ cái vai trò là trung hòa, chứ không có chứ mình không có giải thích là nó thay thế cho hai cái sắc na, một cái khách một cái chủ, bởi cái chủ là tất nhiên. Và cái chủ đó là cái tất nhiên, không phải là, tức là sau cái dòng tâm khách quan thì đương nhiên là cái dòng tâm chủ quan, nhưng mà trong cái trường hợp mà na cảnh không được á, thì nó và nó cũng không có thể lập tức nó chuyển qua cái chủ quan đó, thì nó có một cái khách quan xen vào thôi. Như vậy chắc chắn là khi mà hai na cảnh tức là na cảnh mà không sinh lên được thì chắc chắn là cả hai cái đều không sinh lên được, đúng không sư? Dạ đúng. Dạ, na cảnh luôn luôn là sanh hai, và nếu không sanh, nếu không thì không sanh, chứ không có trường hợp mà na cảnh sinh một. Dạ. Với cái phần này sư cũng giảng rồi, nhưng con cũng xin hỏi lại để cho chắc ạ, tại vì con cũng chưa nắm chắc lắm ạ. Về cái lộ ý lúc nãy sư cũng có nói rồi ấy, thì để nó sinh lên cái na cảnh ấy sư thì phải là lộ ngũ, thì con không nói về cái vấn đề lộ ngũ ấy, nhưng con nói về vấn đề lộ ý ạ. Lộ ý thì để có thể sinh hay na cảnh ở cuối thì phải là cảnh rất rõ này, rồi là phải cảnh chạm lại cảnh ngũ, cả hai điều kiện đấy đầy đủ thì mới có hay na cảnh ở cuối, đúng không sư? Dạ phải, và cái na cảnh đó là phải là của một người tục sinh bằng cái tâm dục giới nữa. Vâng. Dạ. Và nếu như cái hai na cảnh này để nó là thọ hỉ thì cũng lại phải là cảnh rất tốt, đúng không sư? Mặc dù đây là lộ ý.
Dạ phải. Dạ dạ à, cả. Dạ. Con muốn hỏi sư nữa là cái buổi trước ấy thì sư có nói là về lộ ý môn ấy ạ, thì cảnh rất rõ, cảnh rất rõ, và cảnh rõ là nếu cảnh chặn lại đó thuộc cảnh ngũ thì lộ ý chỉ khác là có thêm sát na hữu phần vừa qua ở trước cái hữu phần rúng động và rất dòng ấy ạ. Dạ, nhưng phải. Mà thực tế, nhưng mà thực tế thì con thấy là hầu hết cảnh của lộ ý là cảnh chặn lại của lộ ngũ. Ví dụ như là tối khi mình nhớ lại cái cuộc nói chuyện với một người bạn sáng nay thì đương nhiên nó sẽ có cả hình ảnh của người bạn, có cả âm thanh nói chuyện các thứ, thì cũng là cảnh ngũ. Như vậy thì chặn lại cảnh ngũ là phần đầu đúng không ạ? Còn cái cảnh ý đơn thuần, ví dụ như là suy niệm về giáo lý duyên khởi, hay là như sư nói là nhà khoa học suy nghĩ về công thức toán nào đó ấy ạ, thì nó rất là ít xảy ra. Và lộ ý thực chất thì phần lớn vẫn là như vậy, lộ ý thực chất phần lớn vẫn là sát na hữu phần vừa qua ở trước cái hai rúng động và rất dòng là phần nhiều đúng không sư? Phần nhiều ở trong cái cõi dục không? Vâng, à vâng, vâng, con quên mất, con đang nói cõi dục đấy sư. Dạ, phần nhiều ở trong cõi dục. Dạ vâng, con cảm ơn sư. Con muốn hỏi sư nữa là khi mà sư còn nói là thọ mạng của sắc pháp thì bằng 17 lần thọ mạng của tâm ấy ạ. Thế thì nó có ngoại lệ không ạ? Tại vì là con thấy những cái lộ tâm cận tử ấy ạ, thì nó rất là khác. Ví dụ như là lộ tâm cận tử ngũ môn, cảnh rất lớn, thì cái trường hợp sau hai na cảnh không xen hữu phần vào ấy, thì có cận tử môn ấy sư, thì nó lại chỉ có là nó chỉ có 16 sát na thay vì 17 sư ạ. Hoặc là một số lộ lộ tử khác cũng thế, có cái thì 16, có cái 15 ấy sư. Dạ. Thì con đang không hiểu là nếu như nó thọ mạng là 17 thì nó phải là 17, chứ tại sao lúc thì 16, lúc 15 ạ? Dạ, nó còn vẫn luôn luôn là 17 con. Nhưng mà nó là 17, nó sẽ sanh trước đó ở trong cái giai đoạn của hữu phần. Dạ, thế ạ. Dạ. Dạ, dạ vâng. Con nghe kịp không? Vâng, con hiểu là... Con hiểu như này có đúng không ạ? Tức là từ sắc na tử, tính từ sắc na tử, tính ngược lại 17 thì chúng ta biết rằng là cái giai đoạn của sắc pháp nó sanh lên ở chỗ ở cái sắc na đó. À dạ vâng. Có nghĩa là có thể là một cái hữu phần trước đấy nữa đúng không sư? Dạ phải. Dạ dạ con cảm ơn sư, cái này con hiểu rồi ạ. Dạ. Con thưa sư là có ba cái cảnh cận tử ấy sư. Dạ. Nó có ví dụ như là nghiệp cảnh, nghiệp tướng với thú tướng ấy, thì nếu như sanh ở lộ ngũ thì như thế nào, sanh ở lộ ý như thế nào? Tại vì sư có nói là có thể sanh ở sáu lộ ấy, mà con thì con đọc trong cái sách vô tình bắt tập yếu thì con thực sự con không hiểu, tại vì trong đấy lúc nói rằng là cảnh điểm nghiệp quá khứ sẽ là cảnh ý, rồi điểm nghiệp hiện tại sẽ là lộ ngũ, rồi là phân nhiều lắm mà con không hiểu ấy sư, tức là con không hiểu được hết ấy, thì tại vì nó có ba cái là nghiệp cảnh, nghiệp tướng, thú tướng mà nó lại sanh ở cả sáu lộ ấy, thì con chưa hiểu từng cái trường hợp như nào sư. À cái này có phải hiểu rằng là không phải là luôn luôn, không phải là luôn luôn là thấy những cái không phải là luôn luôn là phải có cái ba cái cảnh này. Nhưng mà ba cái cảnh này nó là ba cái cảnh là phổ thông, bởi vì sau này chúng ta sẽ học thêm nhiều cái lộ cận tử nữa, chứ không phải là cái lộ cận tử mà chúng ta chỉ học mới nó là cái lộ cận tử thông thường. Dạ nhưng mà cả ba cái không phải là ở trong cái dạ tức là ba cái này thì nó vẫn sanh trong cả sáu lộ đúng không sư? Dạ phải. Thế ví dụ như là ở bình thường thì ví dụ như như cái trường hợp mà ví dụ như một người con tạo cảnh cận tử cho người bố, ví dụ như là nhìn thấy cái hình ảnh hoa dâng cúng đến Đức Phật ấy sư, thì cái đấy là cảnh ngũ rất là rõ để dễ hiểu rồi. Nhưng mà những cái cảnh mà ví dụ như là thú tướng ấy thì con không hiểu, ví dụ lúc đấy tự nhiên cái cảnh đấy nó hiện ra hay như thế nào sư, con chưa hiểu cái này cái đấy lắm. À, cái đó là cái thú tướng đó là do vì cái nghiệp tác động cô, cho nên chúng ta học là chúng ta có cái là cái
cái nghiệp tướng dễ nghĩ rằng là cái nghiệp tác động, nhưng mà cái nghiệp tác động là chính là cái thú tướng thú ở đây tức là cái sanh thú. Chẳng hạn giống như là một người do bị nhiều cái ác nghiệp, và cái ác nghiệp đó nó tự nhiên họ gặp cái giờ cận tử đó, thì họ sẽ gặp cái hình ảnh của cái cõi mà họ sắp sanh đến, giống như là một người sẽ sắp sanh vào cái cõi địa ngục ấy, thì họ gặp những cái hình ảnh ở trong địa ngục, cho nên gọi là cái thú tướng. Và cái lộ ý ở cần tử thì cô phải hiểu như thế này, là không phải là chỉ có cái ba cái cảnh này đó, nó không phải chỉ có tác động chỉ có mỗi một cái tâm lộ cận tử, mà nó còn tác động đến cái những cái tâm lộ trước cái lộ cận tử. Ví dụ giống như là một người mà trong khi họ đang bệnh, rồi khi mà nó khi chư tăng đến tụng kinh, họ nghe lời kinh đó họ hoan hỷ, thì họ nghe cái lời kinh họ hoan hỷ khi đó là cái cảnh và cái lộ nhĩ môn, đúng không? Cô có nghe kịp không? Dạ. Con đang nghe. Dạ. Nhưng mà sau cái lộ nhĩ môn đó là hàng loạt cái lộ ý môn mới sinh ra. Rồi trong đó có lộ ý môn đó là cận tử, và cái lộ ý môn đó là nó là bắt cái cảnh tiếp nó của cái cảnh ngủ, nhưng mà nó vẫn là cái lộ ý. Cô có nghe kịp không? Con nghe nhưng mà con chưa hiểu lắm cái câu này xưa. Thí dụ giống như là bây giờ một người khi mà họ nghe kinh kệ thì họ nhờ cái lộ nhĩ môn đó mà họ khởi lên cái dòng tâm thiện. Sau khi mà họ khởi lên dòng tâm thiện thông qua cái lộ nhãn môn thì hàng loạt cái lộ ý môn sanh khởi tiếp theo, đúng không? Vâng ạ. Dạ. Yeah. Thì khi đó một trong những cái lộ ý môn sanh tiếp theo đó là cái lộ cận tử, thì khi đó là lộ cận tử là ý môn, mà nó vẫn bắt cái cảnh của ba cái tướng này được, của ba cái cảnh cận tử này được thông qua các cái lộ ngũ môn. Con xin giải thích lại để sư xem con có hiểu đúng không, thì cái này nó hơi khó. Dạ. Sư ạ. Ví dụ như là dạ. Các vị sư đang tụng kinh và cái người mà sắp mất ấy nghe thấy tiếng kinh ấy, tức là lộ nhĩ sinh lên, đúng không sư? Thì khi mà lộ nhĩ sinh lên, sau đó sẽ là một loạt các cái lộ ý, thì trong các lộ ý ấy có một cái lộ ý gần như lộ ý cuối cùng chẳng hạn, nó chính là lộ cận tử. Thế thì cái lộ ý cuối cùng đấy nó có thể được hiểu như thế này không? Ví dụ như là mặc dù là nghe lời kinh nhưng mà đến cái lộ ý cuối cùng thì do cái nghiệp tác động nữa, cho nên từ lời kinh nó lại biến thành một cái cảnh gì đấy hoặc một cái gì đấy ở một nơi mà người ấy sẽ sinh đến lại, hay như thế nào? Dạ, nó vẫn có trường hợp trong kinh có nói rằng là cái cảnh cận tử đó là thật ra nó còn tùy, nó hiện lên cái cảnh đó do cái nhiều cái lý do để nó tác động đến cái cảnh đó, và tùy theo cái cách mà mình tiếp nhận cái cảnh đó khác nhau. Giống như có một người trong kinh có nhắc đến cái câu chuyện của một của bà cụ đó, là trước khi bà mất thì bà thấy cái ánh lửa, nhưng mà cái ánh lửa đó đối với hầu hết nhiều người đó thì họ sẽ lập tức họ liên tưởng đến cái lửa trong địa ngục. Thì nếu mà trong cái trường hợp đó và người đó đọa vào đọa xứ đó, thì cái hình ảnh lửa nó được gọi là thú tướng. Nhưng bà đó thì khi bà nhìn cái ánh lửa đó thì lại là bà liên tưởng cái màu y của Đức Phật và Chư Tăng, và bà khởi lên cái thiện tâm. Thì nói như vậy có nghĩa là trong một cái cảnh mà nó, cái cảnh cận tử đó nó tác động, nhưng mà còn cái vấn đề thiện hay bất thiện nó còn tùy vào cái tâm của mỗi người nữa, chứ nó không phải là nó là một cái sự an bài. Lấy ví dụ giống như là một vị thầy giáo viên, một vị giáo viên, thì đôi khi những cái hình ảnh mà gắn bó với cái nghề nghiệp của mình thường xuyên, giống như là phấn trắng bảng đen, thì trong cái giờ cận tử đó thấy lại những cái hình ảnh đó, thì cũng tùy người, có người đó thì thấy khởi lên cái thiện, mà có người thì thấy là khởi lên cái bất thiện. Nhưng mà do vì trong lúc mà cái tâm mình muội lược á, thì nó sẽ tự nhiên nó sẽ trạng lại, và mỗi người nó trạng lại theo một cách khác nhau, và cái đó nó phản ứng khác nhau. Nó tạm ví dụ giống như là trong khi mà cái cơ thể của chúng ta bị bệnh, giống như là bị sốt cao vân vân, thì do vì cái thân sinh lý như vậy đó, thì nó tác động là mỗi người thấy một cái hình ảnh khác nhau, chứ không phải là ai sốt cao đều phải thấy chỉ có mỗi một hình ảnh. Có người đó thì
bị trong mê sảng cái cảnh này, có người mê sảng qua cái cảnh khác, thì trường hợp đó chúng ta hiểu như thế nào? Thì đối với cái người mà sắp mệnh chung đó, thì họ cũng tương tự như vậy. Dạ, con thưa sư, con muốn hỏi thêm sư về cái vấn đề này. Ví dụ như là cái câu chuyện mà một cái vị cư sĩ nam mà tu hành rất là tốt, đi tu tập rất tốt, và đến lúc mà gần mệnh chung, gần lúc sắp mất ấy, thì là có mời các vị sư đến nhà để tụng kinh, nhưng mà khi các vị sư đã tụng kinh, cái người da nam ấy nhìn thấy cả 6 cái cỗ xe của 6 cõi trời xuống đón ấy sư, thì cái đấy là họ thấy như thế nào ạ? Họ bằng lộ gì và như thế nào? Sư giải thích giúp con nhé. Cái thấy đó mình cũng có cái thấy đó mà theo suy nghĩ là họ thấy bằng cái lộ ý luôn. Và cũng có trường hợp trong kinh nói là họ thấy bằng cái lộ nhãn. Là cũng có câu chuyện đó là do vì một người mệnh chung đó là họ được chư thiên hiện ra cái cảnh mà cái lâu đài của họ đã có sẵn trong cõi trời, thì trong trường hợp đó thì họ thấy bằng độ nhãn. Và nếu mà do nhiều khi cái điềm nghiệp tác động mà họ thấy ở trong cái tâm tưởng của họ đó, thì là lộ ý. Cái vấn đề chúng ta học ở đây đó là chúng ta học đó là cái gì mà thấy, cái gì mà nhận biết thông qua ngũ quan thì đó thuộc về lộ ngũ. Cái gì mà không có thông qua ngũ quan á, thì cái đó là lộ ý, đó là cái lý thuyết mà chúng ta học. Còn cái sự việc cụ thể đó thì chúng ta cũng thấy một người có trước khi chết họ chứng kiến cái cảnh đó, nhưng mà có thể họ vẫn chết bằng cái lộ ý, giống như là sẽ nói với cô rằng là cái lộ tâm nó diễn ra rất là nhanh, đôi khi thấy như vậy bằng mắt, nhưng mà sau đó cái hàng loạt cái lộ ý sau là nó sanh lên. Thì thành ra thấy một người chứng kiến một cái cảnh hải hùng nào đó rồi họ chết, nhưng mà rất có thể là không hẳn là họ chết bằng cái độ nhãn mà họ lại chết bằng cái lộ ý. Thì chúng ta chỉ học về lý thuyết là cái gì, cái dòng tâm lộ nào mà thông qua ngũ quan thì chúng ta gọi là lộ ngũ, mà không thông qua ngũ quan chúng ta gọi là lộ ý vậy thôi. Còn cụ thể đó là mình cũng không có biết được, bởi vì như tôi nói rằng là rất có thể từ cái ngũ môn mà nó chuyển qua cái ý môn, bởi vì cái sanh diễn nó quá nhanh mình không biết được. Dạ, chúng ta chỉ học lý thuyết là như vậy. Thì trong trường hợp của cô hỏi đó thì cũng khó xác định, là bởi vì cái sự việc đó thì nó kéo cũng tương đối là dài, và cái lọc dòng tâm thức của chúng ta đó thì nó sanh diệt thì quá nhanh, không có mình không có xác định được, cô cũng không nên xác định cái việc đó. Dạ vâng, con cảm ơn sư ạ, con đã hiểu rồi ạ. Dạ. Thưa sư, cho dạ. Con hỏi một câu cuối thôi ạ. Trong cái buổi mà sư nói về phần người và tâm ấy, sư có nói là người tam quả cõi vô sắc thì giống người nhị quả cõi vô sắc, chỉ thay tâm nhị quả bằng một trong năm tâm tam quả ấy. Thì cái một trong năm tâm tam quả này là năm tâm tam quả gì ạ? Có phải là năm tâm tính theo năm cõi ngũ tịnh cư mà bậc thánh tam quả sanh vào không? Tâm mà có tín mạnh, xong rồi dưới là tấn mạnh, niệm mạnh, định mạnh, tuệ mạnh cho năm cõi tứ, từ cái vô phiền thiền tới sắc cứu cánh không sư? Nếu mà vị tam quả trong ngũ tịnh cư á, thì tính theo như vậy. Và cái tam quả mà ở trong vị tam quả mà ở trong các cái cõi khác á, thì tính theo năm tâm tam quả, là tam quả sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền luôn, ngũ thiền. Dạ vâng, con cảm ơn sư ạ, con dạ. Xin tri ân sư ạ, con dạ. Xin xuống mic ạ. Dạ dạ. Dạ, cảm ơn các câu hỏi của đạo hữu Minh Lan ạ. Dạ, kính mời cô tu nữ Diệu Bảo lên đặt câu hỏi trực tiếp với sư ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư. Dạ. Sư, bạch sư cho con xin hỏi. Cũng trong cái dòng hữu phần này sư. Thí dụ dạ. Con bữa nay là con nghe thuyết pháp. Thì trong lúc con nghe thuyết pháp á, là cái đó là lộ sắc. Thinh á sư, thì nó đang hưởng cái cảnh đó sư. Nhưng mà tự nhiên con nghe một cái bài pháp đó, sư thuyết một bài pháp đó, rồi con chợt nhớ tới một cái bài pháp này, một cái vị sư khác thuyết trước đó. Cái đó là lúc đó là tâm động lực, nó bảy dòng tâm động lực nó là tâm thiện hả sư? Nó tùy theo mình nhớ mà mình có cái mình nhớ mà mình nó còn tùy nữa, con tùy theo cái thái độ mình nhớ. Dạ. Rồi.
Dạ, con nhớ mà, nhưng mà cái bài kinh này con, thí dụ con nghe con rất hoan hỷ. Rồi sau đó con nghe xong rồi á, con đứng lên á, thì cái tâm con nó cũng vẫn hoan hỷ với sư. Như vậy là lúc đó là cái hai sắc na cuối cùng là nó, cái na cảnh nó có phải không sư? Cái na cảnh nó có là đúng là trong cái trường hợp đó là cái nếu mà đó là lộ ngũ đó thì phải là cái cảnh rất lớn và rất tốt thì dạ, nó sẽ na cảnh. Còn cái trường hợp của cô thì sư không có dám khẳng định được cô, bởi vì học bằng lý thuyết là vậy, chứ còn mà cái lộ trình tâm nó diễn ra rất là nhanh và phức tạp, đâu có dễ nói như vậy được. Thì thành ra có những cái vấn đề những người học Phật pháp hay hỏi đó, thì tôi vẫn lặp đi lặp lại đó là cái lộ trình tâm nó diễn ra rất là nhanh. Và do đó nhiều khi mình đơn cử một cái sự việc nào đó như là cái chuyện nghe pháp, thì trong khi đó nó không phải là chỉ có một cái lộ tâm mà nó hàng tỷ tỷ cái lộ tâm, thì cô cũng thấy rằng là để mà mình thẳng mình xác định nó thì nó không có dễ. Chúng ta chỉ biết về lý thuyết là vậy. Dạ. Nó giống như là sư cũng tạm ví dụ là giống như mình biết rằng là khi mà mình tiếp xúc với cái môi trường ô nhiễm chẳng hạn, giống như là đối với những người bệnh truyền nhiễm thì có thể là vi trùng hay vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể, nhưng mà cũng không có ai mà tính được rằng là bao nhiêu cái số lượng vi trùng nó xâm nhập vào cơ thể mình, không có tính được cái đó. Kể cả những cái giáo sư y khoa thì chúng mình cũng không có biết được cái điều đó. Giờ chúng ta chỉ biết học là cái về lý thì nó là như vậy đó. Dạ, nhưng dạ, mà thưa sư, vậy cái mình học lý thuyết vi diệu pháp là cái đó trong cái cảnh thiền hả sư? Còn bên trên thực tế ở ngoài mình, lúc mà mình hành thiền hoặc là mình nghe pháp, mình thấy một cái sự việc gì đó thì nó lại khác hả sư? Chứ tạm ví dụ biết cô là chẳng hạn giống như là mình học về điện thì mình hiểu rằng là với những cái dòng điện mà cái hiệu điện thế cao đó, thì nó có thể nó gây ra chết người. Và thực tế đó là chỉ khi nào mình thấy có người nào đó bị điện giật chết thì mình mới biết vậy thôi, chứ còn mà bằng cái mắt nhìn của mình đó thì mình cũng dù kể cả chúng ta nhìn vào cái dòng điện cao thế mình cũng không có thấy được cái gì gọi là cái nguy hiểm chết chóc trong đó. Mà chúng ta chỉ biết rằng là bằng qua các cái thử nghiệm khoa học, bằng những cái công thức khoa học người ta biết là như vậy. Còn mà nếu mà mình tiếp xúc hàng ngày đó thì mình biết là mình tránh trước thôi, chứ còn có những cái đó mình đâu có kiểm tra được. Và ví dụ giống như bây giờ mình nói rằng là một cái kim loại nào đó nó có khả năng nó dẫn điện, và trong khi mà nó có điện hay là không có điện thì mắt mình nhìn không biết, mình chỉ có thể biết khi nào mà nó có những cái hiện tượng chẳng hạn giống như là hiện tượng chập mạch hay là hiện tượng phát quang vân vân, thì khi đó chúng ta chừng đó chúng ta mới biết là có điện. Chứ còn giống như là hai cái thỏi pin, một cái thỏi pin nó thì còn điện, còn một cái thỏi pin thì đã hết điện, thì bằng mắt nhìn chúng ta thì nó nhìn cũng không có biết được. Thì ở đây là mình học về cái học vi diệu pháp là để mình biết, mình nắm cái công thức như vậy, và mình phải hiểu ra rằng là không phải trong trường hợp nào các cái sinh diễn của sắc và tâm là các cái giác quan mình cũng biết được hết, và hầu như là mình không biết được, mình chỉ biết được một cái lớp nổi ở bên ngoài thôi, chứ còn mình không có biết được những cái chi li. Và chẳng hạn giống như là mình học hàng ngành y thì chúng ta biết rằng cơ thể của chúng ta có hàng tỷ tỷ cái tế bào, nhưng mà mắt mình thì cũng đâu có thấy được mỗi cái tế bào đó. Dạ. Dạ. Dạ thưa sư, ví dụ mà con có một câu hỏi nữa, nhưng mà con thắc mắc lúc này nó không biết cái tâm con nó thể hiện như thế nào. Ví dụ dạ, con với một người em nữa. Ví dụ dạ, cái người em đó thì ở cách xa con, nhưng mà lúc con ngủ á thì con nằm chiêm bao, anh con đang ngủ trưa thì con thấy con người em đó đi bộ đội, rồi tự nhiên cái như là lâu ngày rồi sư, con thấy nó đi bộ đội, cái con xúc động con ôm nó,
Nhưng mà khi mà người nhà kêu con dậy á, thì con nói sự việc đó, thì người nhà kêu con đến cái chỗ cơ quan nó làm coi có nó không. Thì khi mà con đến cơ quan thật á, thì nó đã đi nghĩa vụ y chang như vậy sư, mà mặc đồ bộ đồ y chang mà con thấy vậy sư. Vậy là lúc cái đó là cái nó trạng lại ha sao? Dạ, như vậy là cái hình ảnh nó như thế nào, xin sư giải thích cho con. Sư không có trả lời được câu hỏi đó cô. Sư chỉ có nói với cô là làm chim bao ấy, thì nó có một trong sẽ là một trong bốn cái nguyên nhân mà hôm trước chúng ta đã học. Còn mà sư trả lời cho cô là cái đó là do cái điềm nghiệp, hay là do phi nhân báo, hay là do vì cái mình có một cái ấn tượng nào đó sâu đậm, hay là do cái cơ thể của mình nó không bất cứ đại bất hòa vân vân. Thì có thể là chúng ta chỉ loại suy ra, chúng ta tất nhiên là thấy cơ thể của mình khỏe mạnh, không có vấn đề gì, thì có thể nó không phải là do bệnh tật, và bình thường mình cũng không có thể mình còn bao nhiêu do còn lại nữa thì mình không có biết được cô. Và thật ra thì mình cũng không cần phải biết cái điều đó, là bởi vì cái đó là do phi nhân báo mộng, hay là do điềm nghiệp, hay là do vì một cái ấn tượng nào đó, thì nó cũng vậy thôi, chứ nó không cũng mình cũng đâu có giải quyết được cái gì. Còn cái vấn đề mà để biết chính xác được hay không thì chỉ có những vị mà những bằng cái thần thông của thánh trí thì các ngài mới có thể biết được. Dạ, còn chứ còn sư thì sư làm sao sư biết được? Mà nếu mà trả lời là cái đó là do phi nhân báo mộng, đôi khi nó cũng là cái nó cũng là cái ảo, bởi vì rất có thể nó là một cái sự trùng hợp nào đó. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, con thưa sư, hiện con đã thấy hai bàn tay giơ lên của đạo hữu Chê Bát và Bảo Quốc. Dạ, xin hai đạo hữu vui lòng chờ một lát để sư trả lời câu hỏi của đạo hữu Tịnh Duyên đã chuyển lên trước ạ. Một người, thưa sư, một người tục sinh bằng tâm quả thiện hợp trí, vậy tâm na cảnh là tâm cùng loại với tâm tục sinh hay tâm quả nào ạ? Dạ, con thưa sư. Dạ, không hẳn cô. Dạ, không hẳn, nhưng mà nó có tác động một phần. Dạ, nó có tác động một phần, nhưng mà trong đó nó có trường hợp. Ví dụ giống như là trường hợp của một người tục sinh bằng cái tâm quan sát quả bất thiện, gọi là một người khổ. Thì tất nhiên là cái na cảnh của họ đó là nó chỉ có thể, cái na cảnh của họ là nó chỉ có thể là một trong ba cái tâm quan sát thôi, bởi vì người khổ không có cái tâm, không có đại quả. Còn đối với những người tâm nhân đó thì không có hẳn là phải tục sinh bằng cái tâm nào, thì cái na cảnh với cái tâm đó nó không có hẳn như vậy, nó cũng còn tùy trường hợp. Và cái sự câu trả lời của sư cho cô. Dạ, xin mời đạo hữu Chi Ai Bác lên đặt câu hỏi trực tiếp với sư ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Dạ, thưa sư, con có câu hỏi là về cái tiến trình tiến trình tâm cận tử á, sư, là khi mà một người một cái người gần chết, họ nghe được cái tiếng tụng kinh, rồi cái đó là tiến trình lộ nhĩ môn mà cảnh thiện. Nhưng mà khi mà tới lúc họ tử thì họ đâu có tử bằng cái tâm đó, mà họ lại bằng cái tâm tục sinh cũ, có thể là tâm tục sinh đó nó là bất thiện, thì họ sẽ tử bằng cái tâm bất thiện. Nhưng mà khi mà họ tục sinh lại cái mới thì họ là cái đó, con hơi bị rối chỗ đó. Dạ, xin sư giải thích giùm. Do vì khi cô hỏi nó có những cái khoảng nó bị gián đoạn, thì sư cũng đoán, sư hỏi lại là ý cô cũng hỏi rằng là mà khi mà một người mà nghe trong cái giờ cận tử đó, là một người đó họ nghe bằng họ có cái lộ nhĩ môn thiện, rồi sau đó hàng loạt cái lộ tâm thiện, đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, nhưng rồi mà sau khi đó, mà dạ yeah. Dạ, khi họ tử thì họ không tử được bằng cái tâm thiện đó, mà họ nó lại lệ thuộc vào cái tâm tục sinh của cái kiếp sống này của họ trước. Có thể cái tâm tục sinh đó là bất thiện,
thì họ phải tử bằng tâm bất thiện. Rồi khi mà họ tục sinh bằng cái kiếp sống mới thì lúc đó nó sẽ thay thế bằng một trong những cái gọi là thường nghiệp hoặc là cận tử nghiệp hoặc là trọng nghiệp gì đó. Con hiểu như vậy có đúng không ạ? À, cái phần này à, ở trong cái phần nghiệp á thì có nói rõ trường hợp này không? À, sau này chúng ta có thể là sao sư sẽ dạy thêm cái phần nghiệp là không phải trong trường hợp nào mà cái lộ cận tử cũng quyết định tái sinh. Vẫn có trường hợp của người tục tâm tụy cái dòng cận tử á, bằng tâm bất thiện họ vẫn thăng thiên, và có trường hợp á, là cái dòng cận tử bằng thiện á, vẫn đọa. Trong trường hợp khi mà người đó có cái trọng nghiệp thiện hoặc là bất thiện ở trong cái đời bình nhật, thì chính cái trọng nghiệp thiện hay bất thiện đó nó sẽ quyết định cái tái sinh. Trong trường hợp mà không có cái trọng nghiệp đó thì cái cận tử này nó sẽ tác động đến cái tâm tục sinh kiếp kế. Thì thành ra do vì nó có cái trường hợp là nó bị ảnh hưởng bởi cái trọng nghiệp, và cái trọng nghiệp đó nó không hẳn là chỉ có xảy ra ở trong kiếp hiện tại, mà cái trọng nghiệp đó nó có thể nó xảy ra, nó đã được tạo rất là nhiều trong các cái kiếp trước. Sẽ lấy ví dụ chẳng hạn giống như là một người họ nhờ vì một cái công đức lớn, chẳng hạn giống như là họ chỉ có một lần để bác đến Đức Phật thôi, nhưng mà nhờ cái công đức với cái đối tượng là một vị chánh đẳng chánh giác như vậy đó, thì hàng trăm ngàn kiếp liền họ không có bị đọa. Thì trong những cái kiếp đó nó thì có rất là nhiều kiếp họ vẫn bị chết bằng cái tâm cận tử bất thiện, nhưng mà do vì cái trọng nghiệp thiện, mà cái trọng nghiệp thiện đó là có từ nhiều kiếp trong quá khứ chứ không phải là chỉ trong cái kiếp hiện tại. Cho nên là ở trong cái bài kinh gọi là cái bài kinh cái kinh Đại Nghiệp Phân Biệt Kinh á, thì Đức Phật nói rằng là này chư tỳ kheo, nếu có một người nào đó mà nói rằng là tất cả những người giữ giới đó mà được sanh thiên hết á, thì Như Lai không chấp nhận điều đó. Và nếu ai đó nói rằng là tất cả những người mà phá giới đều bị đọa hết á, thì Như Lai cũng không chấp nhận điều đó. Mặc dù là Đức Phật á, là ngày đều là khuyên chúng ta là giữ giới chứ không phải là phá giới. Các vị ở đây chúng tôi phải nói rõ như vậy, nói rõ là do vì có những cái trường hợp có những người đó là họ giữ giới suốt đời như vậy nhưng mà họ vẫn bị cái trọng nghiệp nào đó nên họ vẫn bị đọa. Là có những người tuy là họ phá giới nhưng mà vì một cái trọng nghiệp thiện nào đó họ vẫn sanh thiên. Là do vậy có một số vị tu sĩ, có một vị số vị đạo sĩ hay các vị tu sĩ nói chung là chứng thiền định, và vị này bằng cái thần thông của mình, vị này thấy rằng là có một số chúng sinh là ở trong cái đời bình nhật họ là người giữ giới mà tại sao khi chết họ vẫn đọa, bởi vì chính bằng thần thông họ thấy như vậy mà, cho nên họ khởi lên cái tà kiến hoặc là cái giới đó nó không có đủ sức để họ sanh thiên, do vì họ không thấy ra nhiều cái lý do khác nữa. Cho nên ở trong cái bài kinh Phạm Bổn Đức Phật ngày kể rất là nhiều cái loại tà kiến, mà có những cái loại tà kiến là do chính cái khả năng tu tập của họ mà họ thấy được. Ví dụ giống như là đối với trường hợp của vị Phạm Thiên Vô Tưởng là hết cái tuổi thọ đó, vị đó sanh vào cái cõi dục, chẳng hạn giống như là cõi nhân loại, mà bằng cái thần cận y duyên, bằng cái thói quen đã tu tập thiền định trước đó, cho nên vị này dễ dàng chứng cái thiền định và có ngũ thông. Do vì có thần thông như vậy đó, vị này quán lại kiếp trước, nhưng mà cái khả năng thần thông của vị này giới hạn, cho nên vị này quán thấy về kiếp trước đó, thấy không qua được cái tuổi thọ 500 lại kiếp của phải vị Phạm Thiên Vô Tưởng, và cho nên vị này khởi lên cái tư tưởng rằng là kiếp trước ta không có tâm, ta chỉ mới có tâm kiếp này thôi. Và trong những cái trường hợp mà tà kiến như vậy đó, thì thật ra không có ai gỡ được hết, là do vì chính vị này thấy như vậy. Thì trở lại là cái vấn đề mà nghiệp báo đó, là trùng trùng và rất là nhiều cái lý do, cho nên là chỉ có một vài cái chi tiết mà chúng ta kết luận đó, thì chúng ta kết luận là chưa có đủ để ta kết luận. Thì trở lại cái câu hỏi của cô đó, thì trong cái trường hợp nào đi nữa, dù cận tử bằng thiện hay là bất thiện, thì nó hoàn toàn chưa đủ để chúng ta kết luận rằng là cái chúng sinh đó là bằng cái tâm cận tử đó mà sanh thiên hay là đọa. Dạ. Dạ, con hiểu rõ. Dạ, đó là câu trả lời của sư. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, thưa sư, con có thêm một câu hỏi là cô này nó không biết, nó hơi ngớ ngẩn là con nghe người ta nói là mình cần tử bằng lộ ý thì nó tốt hơn lộ ngủ. Dạ, có đúng không? Dạ. Khi mà mình tử thì cái lộ ý nó, thì bằng lộ ý môn thì nó tốt hơn mình tử bằng lộ ngủ môn.
Vậy có đúng dạ, không? Lộ nào cũng vậy, vậy hết á. Yeah. Nhưng mà nếu cái dòng tâm thức mà cuối cùng là cái tâm thiện nó vẫn tốt hơn. Là bởi trong trường hợp nếu một người đó mà không có cái trọng nghiệp thiện hay bất thiện thì cái dòng tâm thức cận tử cái nghiệp, cái cận tử nghiệp đó, nó có vai trò quyết định cái sanh thú. Còn mà nếu mà cái cận tử đó nó không quyết được, không quyết định được cái sanh thú do có trọng nghiệp thì nó vẫn còn cho lại những cái quả thiện. Cho nên trong bất luận trường hợp nào thì do ngủ hay ý thì cái vấn đề chính không phải là ngủ tốt hay là ý tốt mà là phải là thiện tốt. Dạ. Dạ con kính tri ân sư ạ. Dạ. Dạ. Dạ xin cảm ơn những câu hỏi của đạo hữu Chia Bát. Dạ xin mời đạo hữu Bảo Quốc lên đặt câu hỏi trực tiếp với sư ạ. Dạ xin mời đạo hữu Bảo Quốc ạ. Dạ, đạo hữu Bảo Quốc giơ tay nhưng mà không thấy. Dạ, con đã thấy bàn tay của đạo hữu Tịnh Duyên ạ. Xin mời đạo hữu Tịnh Duyên lên đặt câu hỏi trực tiếp với sư ạ. Dạ, con đảnh lễ đến sư ạ. Dạ. Sư cho con hỏi lại là để con hiểu coi có đúng hay không á, thì người tục sinh bằng tâm quan sát thọ xả quả bất thiện á, thì na cảnh là một trong ba tâm quan sát. Dạ. Người lạc vô nhân và người nhị nhân á, thì tâm na cảnh là một trong bảy tâm, là ba tâm quan sát và bốn tâm quả ly trí. Rồi người tam nhân á, thì tâm na cảnh á, là một trong 11 tâm na cảnh, là ba tâm quan sát và tám tâm đại quả. Là cái đó là câu thứ nhất. Còn câu thứ hai á, là con muốn hỏi sư á, là 11 tâm na cảnh này thuộc về kiếp quá khứ, có phải không? Cái na cảnh á, nó thuộc về nó là thuộc về cái tâm quả. Và cái nhân của nó tất nhiên nó là cái nhân ở quá khứ, chứ không phải na cảnh nó thuộc về cái quá khứ không? Dạ dạ, ý con á, là thiện nghiệp từ quá khứ tạo ra tâm quả thì bây giờ tâm quả này mới xuất hiện. Như vậy đúng. Sư cho con hỏi một cái trường hợp là có một em bé đó, nó học cỡ lớp 9, nó đi học về thì trời mưa, nó tự đi khui mấy cái đường cống mà bị nghẹt rác á, thì sau cái việc làm đó nó được báo chí đăng, rồi nó được nhà trường khen thưởng, các cơ quan khen thưởng. Thì cái tâm của nó lúc mà được lãnh thưởng thì nó rất là hân hoan. Thì con nghĩ rằng là trong tâm đó nó có na cảnh. Thì cái na cảnh này nó là do cái tâm quả đứa nhỏ nó mới làm trong kiếp này, hay là na cảnh này nó xuất hiện là do 11 tâm quả mà xuất hiện của kiếp quá khứ, tâm thiện của kiếp quá khứ làm ra? Dạ, tâm thiện quá khứ làm ra không? Dạ dạ. Vậy là dạ, tại vì tập thiện con... trong cái hiện tại nó không có cho cái na cảnh nó được. Dạ. Dạ, vậy con hiểu, con cảm ơn sư ạ. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn câu hỏi của đạo hữu Tịnh Duyên ạ. Xin mời Bảo Quốc lên đặt câu hỏi với sư ạ. Nhưng bố Phật có nghe được không ạ? Dạ được ạ. Dạ bố Phật, dạ con định lễ sư. Dạ, dạ con xin cảm ơn câu hỏi đấy sư. Dạ, câu hỏi đầu tiên là con hỏi về cái lộ trình tâm đó sư. Ở trong đó khi mà một trăm mười tâm ngũ sanh thức bắt được cảnh xấu hay là cảnh xấu cảnh tốt đó sư, làm sao mà lúc đó tâm phân biệt được là cảnh xấu cảnh tốt, có một lộ trình tâm khác hiện lên sao sư? Cái xấu cái tốt này nó là cái quả của cái thiện hay là cái ác, cái bất thiện ở trong đời quá khứ. Dạ, nhưng mà lúc đó làm sao mà cái tâm có thể biết đó là cái quả đó là cái xấu và tốt được sư? Có cái gì để so sánh hay là tự động là nó biết được sư? Dạ, do vì cả hai cái cảnh và cái tâm thức nhận biết đó
cái tâm mười cái sông năm cái ngũ sông thức cái mười tâm đó đó. Dạ. Đó là cái kết quả của cái thiện hay là cái bất thiện trong đời quá khứ. Cho nên nếu mà người ở trong đời quá khứ đó mà họ làm cái nhiều việc bất thiện đó, thì các cái cảnh ngũ của họ nó là phần lớn là thuộc về cái cảnh bất thiện. Dạ. Cái ngũ sông thức nó chỉ là một cái sensor ha. Dạ, vậy. nó bắt cái sensor dạ. Dạ, cái dạ, nó chỉ là cái sensor dạ. Nên cái cảnh nào thì nó biết như vậy thôi chứ nó không có nó không có phân biệt gì. Tới có cảnh nó thì nó bật lên à. Dạ. Câu hỏi tiếp của con là khi mà ngủ một trong ngủ sống thức con bắt cái hiện cảnh đó sư, cái cảnh đó là có thể nó là cảnh chân đế tục đế, có thể làm biết được không sư, hay là chỉ là nó đi quá nhanh mình chỉ biết cái cảnh thôi sư, chẳng hạn bắt cảnh sắc đó sư, bắt một cảnh sắc đó thì cái cảnh đó thật sự là cảnh chân đế hay là thuộc về tục đế thôi sư? Bắt cái cảnh sắc á, nguyên tắc mà nói và phải là biết được cái cảnh sắc đó là nhận ra nói như thế này là thật ra khi mà mắt đó, mà mới thấy sắc đó, và diễn ra một cái lộ ngũ môn thì sau đó nó phải có hàng loạt các cái lộ ý môn sanh lên để mới thật sự xác định được cái cảnh sắc đó là cái như thế nào, nó mới hoàn chỉnh. Còn cái lộ đầu tiên đó là nó giống như là cái radar để biết được cái nó radar cho cái lộ các cái tâm lộ sau, chứ còn chưa có đủ để kết luận. Các cái lộ ý phía sau đó nó mới định hình hoàn chỉnh cái cảnh mà mắt nhận thức, và phần lớn đó là lộ ý phía sau nó định hình nó thì khi đó là nó gán cho những cái hình ảnh của cái tục đế. Bởi vì căn bản là mình không có nhìn thấy được cái chân đế, mình nhìn chân đế nhưng mà mình sẽ nhận qua bằng tục đế. Dạ, thưa sư, như vậy thì sau khi mà qua khỏi cái tâm khai môn mà xong qua cổ sống tức, xong qua tâm ý môn lộ, những lộ tâm ý môn của sư đón nhận tiếp thu quan sát đó, thì những cái sau này cái tâm sau này bắt qua tới động lực đó tâm sư, thì những cái cảnh nó bắt nó thuộc loại cảnh pháp chứ không phải là cái cảnh thật sự bên ngoài nữa phải không sư? Dạ tất nhiên rồi, tại vì cái nói cho đúng á, chúng ta gọi là cái cảnh cái lộ ngũ á thì thông qua lộ ngũ thôi. Chứ còn mà biết được cái cảnh sắc cái chỉ có mỗi một là cái nhãn thức là biết thôi. Còn các cái tâm sắc na tâm còn lại đó là biết cảnh pháp hết. Chị cũng hiểu rồi. Cho nên là mình tiêu khi mình ở đây là mình gọi là cái lộ nhãn, chẳng qua là mình lấy là cái sensor nhãn. Dạ, thưa sư, câu hỏi tiếp là cũng là cái phần chỗ ngủ sông thức đó sư. Thông thường con có đọc thêm và cái trong cảm năng thắng pháp của các sư khác giảng thêm đó sư. Làm sao mình có thể khéo được khéo tắc ý để trước khi mà cái dòng tâm nó chạy xuống cái động lực để mà mình làm cái thiện pháp thay vì làm ác pháp đó sư, có cách nào để mà mình có thể là mà có thể tắc ý thế nào cho không khéo trong cái hành xử mà khi mình tác động, khi mình gặp một cảnh bên ngoài đó sư, thay vì mình làm việc bất thiện mà mình nhân bất thiện mình làm, mình tạo ra những nhân thiện đó sư. Dạ, cái này hồi nãy có một cô học viên cũng đã hỏi rồi mà có cũng trình bày cũng chưa có hết ý. Dạ không sao. Là mình khi cái tâm lộ mà nó diễn ra quá nhanh, mình hoàn toàn là khi mà mình nói rằng là mắt mình thấy rồi làm sao mình giữ cho cái động lực nó sanh, nó không có, nó cũng phải sanh lâm thiện á, thì thật ra mình chuẩn bị không kịp. Mà ở đây nó là một cái sự chuẩn bị của hàng loạt những cái động lực thiện trước đó nó đề phòng, và từ đó nó tạo thành một cái thói quen trường tận y, là cái quán tính cho các cái dòng tâm thiện sau. Khi mà nó nhận cảnh đó, thì thay vì nó là bất thiện thì nó sẽ trở thành thiện. Như vậy thì nó đúng là cái sự chuẩn bị trước cái sư, hay là cũng phải chuẩn bị trước quen. Chứ còn mình lý mà nó tới không quá mấy cách nào mình chuẩn bị được hết. Nếu vậy thì cái gì, nếu giữ được kinh nghiệm thì tốt nhất phải sự chỉ biết ghi nhận thôi, đó là tốt nhất, cái sự một trong những phương pháp là ghi nhận tức là mình có thể mình kiểm soát được là cái cơ thể của mình, nó giống như là mình chỉ có thể theo dõi cái sức khỏe của mình thôi. Sức khỏe của mình theo dõi trên những cái triệu chứng nổi bật, chứ mình không có thể theo dõi từng con vi trùng mà nó có xâm nhập vô cơ thể mình, không theo dõi được nó.
Dạ, dạ đúng rồi sư. Dạ. Để dạ. Con có một vài câu hỏi nữa sư, chắc các mình có đủ giờ không sư? Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ không sao, dạ không sao. Dạ. Dạ. Dạ, sư tiếp là câu hỏi về cái bảy động lực tâm trong dục giới đấy sư. Dạ, sư dạ. Sau khi đi qua những cái tâm trước tiếp thâu quan sát đó, sư bắt đầu chạy xuống bảy động lực tâm. Thì cái bảy động lực này nó cùng bắt một cái cảnh thưa sư, trong những cái bài giảng sư nói như vậy, bắt giảng sự tâm tham hợp thị hợp tâm tham thị hợp tạo bộ trợ là bảy cái tâm động lực này được bắt cùng một cảnh thưa sư. Dạ, như vậy như dạ. Vậy thưa sư, như vậy cái động lực đầu tâm đó, động lực đầu tiên với động lực thứ hai, sau cái động lực tâm nó bắt cái cảnh, nó có để lại cái tiềm năng, rồi nó cứ gửi một cái tín hiệu, hay là nó cứ làm duyên gì cho những động lực sau này, hay là nó sinh lên nó bắt cảnh rồi nó diệt sư, nó có làm duyên cho nhau không sư? Dạ, nó có làm cho rất là nhiều duyên với nhau, bằng phương cận y duyên, bằng vô gián duyên, bằng rất là nhiều thứ duyên trong đó. Trong đó mình sẽ học trong cái phần duy hệ á. Ồ, dạ, dạ. Như vậy là cái sự liên hệ rất mật thiết nhau, phải không? Cái người đi trước để lại một cái gì để cho người sau tiếp tục. Dạ, tất nhiên. Bởi vì nó mới có cái dòng tiếp nối em chờ. Dạ, dạ. Tại vì con này nhìn nó thấy ổn cái như vậy thì nó không có gì gọi ồ, dạ nó có như vậy. Như vậy thì thưa sư, như vậy thì cái năng lực của mỗi cái động lực tâm nó cũng khác nhau phải không sư? Cái sức mạnh của nó phải không? Dạ phải. Thì để con có một vài câu hỏi nữa. Dạ thưa sư, như vậy thì trong một bài giảng sư có nói về cái cảnh mà cái sự an lạc của cảnh hạnh phúc của cõi sơ thiền đó sư. Dạ. Thì sư nói về cái cõi sơ thiền, cái hạnh phúc mà nó còn hơn cả cái hạnh phúc mà cao nhất của thế gian này, thì không biết là nói về thân và tâm đó sư. Thì dạ. cái hạnh phúc của sơ thiền nó như thế nào, sư có thể hé mở cho tụi con một vài chi tiết như thế nào, nó hạnh phúc như thế nào, hạnh phúc của sự ly dục là như thế nào thưa sư? Dạ, trong kinh thật ra cái hạnh phúc á của các cái tầng hiền á là chỉ khi nào mình chứng được mình mới có thể mình diễn tả được. Nó giống như là một cái vị trái cây mà chỉ khi mà mình ăn rồi thì mình mới biết, chứ mình không có thể diễn tả. Nhưng mà ở trong kinh á, gọi là Đức Phật ngài dùng những cái ví dụ, những cái phương tiện mà bằng cái trí, ở đây mình không có thể nào mình hiểu bằng cái cảm nhận hết, mà tạm thời mình chỉ có thể dùng bằng một cái trí suy luận. Cái hạnh phúc của cái sự ly dục ở đây, tức là cái hạnh phúc của một người mà không bị ràng buộc do bị tham ái, mình giải thoát được cái tham ái đó. Thật ra sẽ có một cái câu chuyện là có một vị Phật tử đó, khi mà vị này có cái chuyện buồn về tình cảm á, họ đến họ tâm sự với sư. Thì lúc không biết khuyên họ sao thì sư chỉ nói như thế này, sư nói rằng là trong kinh á có nói với một cái hạnh phúc của ngũ trần á, mà khi mà chúng ta được á thì chúng ta cũng có hạnh phúc, mà chúng ta giải thoát á thì trong kinh nói rằng có một cái hạnh phúc khác của cái sự giải thoát khỏi cái đó. Thì thật ra lúc đó là trong khi một vị Phật tử họ có chuyện buồn như vậy thì trong tất cả những cái gì mình có thể mình nói được thì mình chia sẻ vậy thôi. Sau này có một lần sư gặp lại nó thì vị này rất là hoan hỷ, vị này nói rằng là họ đã giải thoát khỏi cái tình cảm đó, họ không có bị, không còn thương cái người đó nữa, và khi đó họ có cảm nhận rằng là nó có một cái hạnh phúc khác. Thì ở đây sư cũng có thể chia sẻ với anh rằng là mình bằng vào những cái gì mà mình ly dục mà mình thấy được hạnh phúc á, thì khi đó mình có thể mình hiểu được. Ví dụ như là nó ví dụ giống như là mình có những cái mùi vị thức ăn mà nó chỉ ngon khi nào mà mình đang đói, hoặc là nó ở trên cái bàn ăn thì mình thấy nó ngon, nhưng mà nó dính ở đâu đó giống như ở trên giường ngủ đó, thì khi đó mình không còn thấy ngon nữa. Khi nào mà mình tẩy rửa, mình giặt giũ mà hết cái mùi đó thì tự nhiên mình cảm thấy hạnh phúc, bởi vì mình đã giải thoát khỏi nó. Thì hay nói một cách ở đây mình tạm thời để bằng nhiều cách để mình hiểu thôi. Người ta nói rằng ở trong cái đời sống hôn nhân người ta có hai lần hạnh phúc, đó là khi mà mình cưới được người mình thương là một lần hạnh phúc, và mình ly dị được một người mình không còn thương nữa là một cái loại hạnh phúc thứ hai. Thì cái mà không có đó, thật ra có những cái hạnh phúc của nó, và cái hạnh phúc đó tính trong trường mực nào đó nó an toàn hơn là cái hạnh phúc của người sở hữu. Bởi vì người sở hữu nó có nguy cơ là bị mất,
Còn người mà không cái hạnh phúc bằng cái không dính mắc đó, mà nó không có nguy cơ là nó bị mất. Thì để hiểu được cái hạnh phúc đó thì bằng vào những cái gì mà mình ít tham á, mình không có tham á, mà mình thấy được hạnh phúc đó, thì khi đó mình hiểu được cái hạnh phúc ly dục. Thì cái mức độ hiểu của mình là mình hiểu chưa? Mình hiểu chỉ ở trong, mình có thể mình mường tượng được rằng là trong cái ly dục nó có hạnh phúc, nhưng mà mình chưa có sống trọn vẹn đến ở cái mức cao độ của một người ly dục, trình độ thiền chứng. Nhưng mình hoàn toàn mình cảm nhận được rằng có những khi mà mình ly dục được mình hạnh phúc. Dạ con hiểu sư. Cho con một câu hỏi về là lộ cận tử đấy sư. Thứ sư là cái lộ cận tử mà trước khi tâm tử xuất hiện đấy sư, hoàn toàn là cái tâm tử là hoàn toàn do tâm quả thưa sư. Như vậy trước cái lộ cận tử là con người có thể quyết định được một phần nào, mà phần lớn con thấy là rõ ràng là cái tâm thức mình rất là muội lược và cái thân thể rất yếu đuối sư. Lúc đó tại sao cái nghiệp nó xen vô, hay tại sao mà lúc đó con người không thể làm gì được sư, hoàn toàn là có như là khó thác cho cái định nghiệp sư. Thưa sư có thể khai mở chỗ này không sư? Dạ không phải khó thác, mà họ thật ra là nó do bị cái thường nghiệp tác động họ rất là nhiều. Cái thường nghiệp tức là những cái thiện và bất thiện mà nó đã trở thành thói quen. Chúng ta đi lại bốn cái loại nghiệp, tức là cái trọng nghiệp, rồi cái khinh thiểu nghiệp, cái thường nghiệp và cái cận tử nghiệp. Thì mình lấy cái nhỏ nhất mình nói là cái khinh thiểu nghiệp, tức là những thiện mà những việc thiện hay việc ác mà nhỏ. Và do vì chính vì mình coi thường nó nhỏ cho nên mình không ngại mình tránh. Ví dụ giống như đó là một việc ác nhỏ, mình thấy rằng việc nó không có đáng gì, cho nên mình không cần phải tránh, tại vì cái quả nó nhỏ. Do vì mình không có tránh, cho nên mình sẽ làm lại nhiều lần. Và làm nhiều lần nó trở thành một cái thói quen, nó thành cái thường nghiệp. Và cái thường nghiệp đó nó sẽ tác động khi mà cái tâm của mình gọi là mũi lược, mình không có chủ động được đó, thì nó tác động vào đó. Tạm ví dụ với anh là, ví dụ giống như là chúng ta đến cái bệnh viện tâm thần, thì những người mất trí đó, mỗi người họ mất trí theo một cách, họ điên theo một cách. Có người đó họ mất trí nhưng lúc nào họ cũng cười hết á. Rồi có người đó, họ mất trí lúc nào họ cũng khóc. Hoặc có những người họ rất là hung dữ vân vân. Thì khi mất trí đó thì họ hầu hết đó, họ bị tác động bởi cái thường tận y duyên, gọi là cái thường nghiệp. Thì cái cận tử nghiệp này nè là nó do cái thường nghiệp nó tác động. Khi mà cái tâm thức mình mũi lược nhất thì lúc đó có cái khuynh hướng mình sẽ làm theo cái gì đó theo thói quen. Ví dụ anh là giống như là nửa đêm mình thức dậy á, đôi khi nếu mà mình ngủ ở tại cái căn phòng quen thuộc mình á, mình vẫn biết đường mình ra cửa, mình vẫn biết đường mình vào nhà vệ sinh vân vân, bởi vì mình quen thuộc. Là dù là mình lúc đó mình rất là buồn ngủ chăng nữa, nhưng mà do vì sở dĩ mình đi đúng ra cái cửa là bởi vì thói quen. Nhưng mà đến một cái chỗ xa lạ đó thì mình không còn được cái đó nữa, bởi vì trong cái lúc đó mình thức dậy nửa đêm trời không có đèn, mà ở chỗ xa lạ thì mình không có, mình cái thời gian mình định hình cái nơi nào cái cửa thì nó phải mất thời gian hơn rất là nhiều, tại vì mình mất đi một cái thói quen. Thì có những khi mà cái mũi lược đó mà sở dĩ mà cái dòng tâm thức khi đó có thể thiện hay là bất thiện, nó ảnh hưởng rất là lớn bởi cái thói quen đó, gọi là cái thường nghiệp. Dạ. Dạ mô Phật, như vậy thì các vị hành giả mà tu thiền mà ngày này sang tháng nọ, sư họ có thể giữ được cái định tâm cho nó vững vững chãi để có thể đi vào cảnh giới tái sinh tốt đẹp hơn không sư? Hay lúc dạ, đó hoàn toàn có thể. Dạ. Và chỉ đó là cái con đường tốt nhất. Dạ. Dạ. Bởi lý thế do là không... sao? Dạ. Bởi vì chỉ có một vị tu thiền á, là người đó là có cái điều kiện mà giữ cái tâm thiện dài, nó liên tục nhiều nhất. Tất nhiên á, là theo cái quy luật của tâm pháp, nếu không phải là thiền kiên cố thì nó chỉ có hàng loạt bảy động lực, nhưng mà nó sẽ lặp đi lặp lại cái dòng động lực đó nhiều lần. Cho nên là nếu một người nào mà trong cái suốt đời sống bình nhật của họ mà họ tu thiền, thì gần như là cái tâm cận tử của họ là một hồi đó là cái sự chuẩn bị rất là tốt. Và ở đây cũng giải thích là tại sao là đối với các cái dòng tâm thức đó là mình phải có một cái sự chuẩn bị trước. Chứ còn mình nói rằng là ngay giờ cái giờ cận tử là khi mà chờ cái tâm khai ngũ môn nó mở ra, rồi cái tiếp tâu quan sát rồi đón định, không cách nào mà kịp hết đó. Dạ. Dạ. Dạ mô Phật, thì con có hiểu nắm được ý sư là sư hay quá sư. Dạ.
Dạ, cho con cảm ơn sư rất nhiều. Và để con dừng mic lại những câu hỏi cho những vị khác, cho học viên đó sư. Dạ, con còn rất nhiều câu hỏi sư, sau này con sẽ hỏi sư. Dạ, con xin đảnh lễ sư. Dạ, nếu vậy thì chủ nhật sau thì sư cũng cố gắng là sư mở cái trong cái giờ này để cho các vị. Dạ, dạ được sư. Dạ. Bây giờ sư cũng xin tạm thời sư kết thúc cái buổi ở đây, là do vì sư còn cũng có một vài việc, mà do cái thời gian chuẩn bị cho các vị Phật tử ban đầu thì chỉ định là một tiếng đồng hồ thôi đó. Dạ. Nên nếu còn cái câu hỏi nào thì sư xin là cái tiếp tục cái buổi chủ nhật tuần sau nha. Dạ, dạ mô Phật, cảm ơn sư rất nhiều. Dạ, vào giờ này xin chào tất cả các vị. Dạ. Dạ, thật hoan hỉ với những câu hỏi sư ạ. Dạ, chúc các vị ăn vui. Kính đảnh lễ sư ạ. Kính tri ân sư ạ.